Công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Tâm, trú tại khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ông Lê Văn Sâm, sinh năm 1967, trú tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang, điều khiển xe Honda SH biển kiểm soát 67K1-16598 chở vợ đến cửa hàng vật liệu xây dựng thuộc phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên mua hàng. Sau khi khóa cổ xe để trước cửa hàng, hai vợ chồng ông Sâm vào trong mua hàng được khoảng 1 giờ đồng hồ quay ra thì phát hiện mất chiếc xe. Qua hình ảnh camera của cửa hàng ghi lại, phát hiện có hai đối tượng chạy xe mô tô đến rồi một đối tượng xuống xe đến dùng đoạn bẻ khóa trộm chiếc xe. Sau khi tiếp nhận tin báo của ông Sâm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự công an thành phố Long Xuyên và bắt giữ Nguyễn Thanh Tâm tại nhà cùng chiếc xe Honda SH mới trộm được. Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận, sau khi trộm được chiếc xe của ông Sâm, Tâm đem về nhà thay biển số xe khác để đi tiêu thụ, nhưng chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an đến bắt giữ, thu hồi chiếc xe tang vật. Hiện công an thành phố Long Xuyên đang tiến hành truy tìm đối tượng đi cùng Tâm và tiếp tục điều tra mở rộng.